Hello, xin chào tất cả các bạn. Chúc các bạn có một ngày thật là vui vẻ nha. Các bạn ơi, các bạn nhớ like video và ấn đăng ký kênh để ủng hộ Hà Sam nha. Mỗi lượt like của các bạn ấy, mỗi lượt đăng ký kênh là động lực cho Hà Sam rất là nhiều luôn ấy. Bình luận nào đặc sắc nhất sẽ được Hà Sam trả lời ở bên dưới nha. Và ngày hôm nay thì Hà Sam sẽ tiếp tục chơi một game mới. Cái game này á, cực kỳ hay và hấp dẫn luôn các bạn. Đó là game party.io, gồm có Hà Sam và rất nhiều người khác sẽ đứng ở trong một cái khu vực nào đó rồi vật lộn với nhau các bạn ạ. Vui ơi là vui luôn ấy. Và người nào sống sót cuối cùng sẽ là người giành chiến thắng. Và không để các bạn chờ lâu thêm nữa thì bây giờ hãy cùng Hà Sam bắt đầu vào game nha. Các bạn ơi, đây chính là Hà Sam các bạn ạ. Các bạn nhìn này. Đấy, người Hà Sam xanh lét một màu luôn. Bởi vì sao? Bởi vì vừa mới sốt rét dậy ấy các bạn. Đấy, mà mắt Hà Sam nó lồi ra như hai cái đèn ô tô luôn ấy. Để cho nhìn đối thủ được rõ hơn nha các bạn nha. Đấy, và đôi tay của Hà Sam thật là dài. Để ôm đối thủ vào, quăng chúng đi thật là xa. Và ok, bây giờ chúng ta hãy cùng vào luôn game này. Ôi, đối thủ của mình bây giờ ấy. Đông ơi là đông các bạn ạ. Ôi, mọi người chạy đi đâu ạ? Ôi, mình ôm được một thằng rồi các bạn ơi. Vứt. Bèo ế, trời ơi. Tí nữa thì là mình cũng rơi ra ngoài luôn các bạn ạ. Trời ơi, mình đang ở kinh khí cầu. Rồi ôi, trời ơi. Thằng nào nó ghét mình á. Giờ này mình đáp xuống đất rồi các bạn ơi. Được rồi nha, ok, mình đã hiểu ra vấn đề là mình phải diệt bọn nó hết. Và mình là người sống sót cuối cùng thì mình mới thắng được các bạn ạ. Ui, ôm luôn. Đen à, đen xì xì à. Trời ơi, màu gì không chọn, màu chọn màu xanh như người ta này, chọn màu đen, xấu quá là xấu. Eo, ôm luôn cái thằng tím này. Tím thì cũng vào đây. Ôi trời ơi, ôm luôn cái thằng xanh da trời. Xanh da trời, ghét màu xanh da trời. Xuống đây nốt nè. Các bạn ơi, các bạn nghĩ là mình có chiến thắng không các bạn ơi? Yeah. Vậy là Hà Sam là người chiến thắng các bạn ơi, là người sống sót cuối cùng luôn nhá. Cao nhất này. Xin chào tất cả mọi người. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Tiếp tục nha các bạn ơi. Trời ơi, đây là một cái hòn đảo hoang ở trên biển các bạn ạ. À không, ngôi nhà hoang. Và vào phát là mình xử lý luôn một cái thằng màu tím. Không biết là cái thằng này cứu. Ôi trời ơi, sao mà dốt thế hả Sam ơi. Ném nó xong ấy các bạn ơi, mình bị trượt chân các bạn ạ. Thế là đầu mình cũng lao thẳng ra ngoài biển luôn. Thế là mình chết chứ còn gì nữa. Chủ yếu là phải có chiến thuật. Được rồi, lần này mình sẽ có chiến thuật nha. Ôi dồi ôi, bạn này tóc hơi bị ấy luôn ấy. Bạn ơi, ôi, lăn rồi. Được rồi, lấy lại nè. Vứt nè, tóc dài nè, tóc đỏ nè. Đâu rồi mọi người, ôi, có cái thằng kia béo ơi là béo các bạn ơi. Được rồi, mình túm được một thằng màu đen nè. Trên đầu nó có vương miện, vứt nó đi để lấy vương miện luôn nè. Vứt, ôi. Trời ơi, không vứt được là sao nhỉ. Vứt bùm. Được rồi, ôi trời ơi, các bạn ơi, mình cũng béo hơn nữa các bạn ạ. Ôm một cái, trời ơi. Cái bạn body hồng này. Ôi giời, ở nước nào ấy, bạn ấy đã ném mình một phát ra xa. Một cục trên đầu rồi. Được rồi, mình đứng gọi là tí nữa là lên đầu tiên đấy các bạn. Mình không thể để thế được. Ôi giời ơi, đánh nhau loạn xạ lên các bạn ạ. Trời ơi, đánh nhau loạn xạ. Vỡ bao nhiêu đồ đạc luôn. Ôi, vứt rồi. Ôi, đầu ngựa luôn các bạn ơi. Này còn có cả đầu ngựa luôn nè. Sợ thế được nhở. Ôi, sao bạn kia tự dưng lại quay về được hả bạn các bạn ơi. Rõ ràng mình ném bạn đấy rồi mà sao bạn đấy lại quay về được nhỉ. Ui, đây này. Rõ ràng mình định ném bạn đấy rồi. Hình như là đầu ngựa này nó to quá nên là thế đấy. Ui, ôm bạn màu hồng này được không. Ui, bạn ngựa cuối cùng bị rơi rồi các bạn ạ. Ây, hình như là mình đi xa quá nên là mình mệt nên là đấy. Vứt. Bùm. Ôi giời ơi, vẫn còn một cái thằng to khủng khiếp các bạn nhé. Ui, mình ôm được nó luôn. Ném. Yeah. Cướp được nguyên nguyện của nó rồi các bạn ơi. Oh yeah. Quá là nguy hiểm luôn đấy các bạn ơi. Đấy, mình đã đứng đầu tiên rồi. Ok.
Lần này mình đang ở cái cân các bạn ạ. Trời ơi, cái cân gì mà to khủng khiếp vậy này. Trời ơi, cái cân to dã man luôn các bạn ạ. Ui, ôm luôn nè, cái mũ ạ. Cái mũ ạ, ui, vứt nè. Bùm. Ai, trời ơi, tuột tay rồi các bạn ơi. Trời ơi, cái thằng này nha. Bèo. Ui, thằng đầu ngựa này luôn nè. Trời ơi, mình đi xa này chắc mình mỏi tay lắm các bạn ơi. Mỏi dã rời luôn nè. View. Wow, trời ơi, nó trèo lên đỉnh đầu mình luôn các bạn ạ. Vứt. Bùm. Ôi trời ơi, mình không bắt được. Bùm. Nặng quá mà các bạn ơi. Trời ơi, khổ ơi là khổ ấy. Vã hết cả mồ hôi các bạn ạ. Ok, bây giờ là đang ở trên vách núi các bạn ơi. Vách núi. Trời ơi, nó ôm mất cái con hồng hồng này của mình. Ía, mình thằng cam. Màu cam này. Màu cam. Ôi trời ơi, ôm trượt. Màu cam, ôm trượt. Màu trắng. Trời ơi. Ui, mình ôm thằng màu trắng này luôn đi. Ui giời ơi, nó chạy nhanh quá các bạn. Ui. Không. Ui. Từ các bạn ơi, từ. Từ. Trời ơi. Chưa kịp làm gì luôn đấy các bạn ơi. Lại nha các bạn nha. Trên vách núi này chắc chắn là sẽ có một người hy sinh. Không phải là mình chứ. Ui trời ơi, không phải là mình chứ. Ui, được rồi các bạn ơi. Các bạn ơi. Yo, ôm một đứa màu hồng luôn. Trời ơi, vứt nè. Vứt bùm nè. Ôi giời ơi, nó chưa bị ngã xuống các bạn ơi. Đầu ngựa cũng phải rơi xuống đây luôn nè. Trời ơi, cái thằng sâu dâu xanh lè xanh lét này các bạn ơi. Được rồi nha, mình nhớ mặt nó rồi nha. Nhớ mặt nó ấy. Tí nữa mình trả thù. Bầu trời trong xanh lá xanh hiền hòa. Ôi trời ơi, trời ơi, may quá. Ê, được một thằng đen rồi. Tí nữa là mình bị toi đời luôn đấy các bạn ơi. Tí nữa là bị vứt xuống rồi. Ôi trời ơi, cái thằng này mình vừa vứt nó mà các bạn ơi. Cái thằng này, đúng rồi. Cái thằng dâu xanh lè xanh lét này mình nhớ rồi, mình nhớ mặt nó rồi các bạn ơi. Úi giời ơi, quăng đi đâu không quăng. Quăng xuống biển cơ mà. Ai bảo quăng lên bờ thế. Nó đang lên bờ. Quăng lên bờ. Eo. Nhầm. Đâm đầu vào nhà. Úi trời ơi. Úi, tại sao lại thế? Trời ơi, mình định ném nó rồi thế mà cuối cùng lại bị nó lội ngược dòng các bạn ạ. Mình phải cố là người sống sót cuối cùng nha các bạn nha. Được rồi. Yeah. Được rồi, một đứa nè. Xem nào. Hai. Hai luôn. Yu. Trời ơi. Trời ơi, hai bạn này ném nhau thôi được, cứ để cho hai bạn này ném nhau. Ném nhau đi xong rồi mình bắt đầu ném. À. Trời ơi. Mình biết ngay mà. Mình phải cố gắng là người sống sót cuối cùng ở cái ván này chứ. Tiếp tục mình ở đâu đây? Một tòa nhà cao tầng các bạn ạ. Ui dồi ôi. À không, không phải tòa nhà mà là container. Bùm. Bộp. Eo ơi. Bạn màu hồng à bạn ơi. Bùm nè. Bùm. Rồi. Ý. Bạn ơi. Ra mình bế đấy bạn ơi. Được rồi. Bạn rơi xuống đây nhé. Ôi, tí nữa thì lại bay mông ra ngoài mất. Trời ơi, đi đứng phải cẩn thận chứ. Yêu, màu tím à. Rơi luôn xuống đây nè. Yeah, cuối cùng mình đã giành chiến thắng rồi các bạn ơi. Rồi, bây giờ là ở đâu đây nhỉ các bạn ơi? Trời ơi, trong một cái tòa nhà kiểu như là nhà. À, mình biết ở đây là đâu rồi. Đây là kiểu như là sân sàn đấu vật các bạn ơi. Sàn đấu vật nè. Đấy, đúng luôn là sàn đấu vật. Hai người rồi. Mình tóm hai người rơi xuống rồi nè các bạn ơi. Ok, ba nè. Mình trời ơi, anh hùng trong làng đấu vật. Trời ơi, không còn ai nữa. À còn một người. Yêu, còn một người nè. Rồi. Ở đâu đây nhỉ? Ở đâu đây mà lạ hoa lạ óc? Trời ơi! Còn có cả phi tiêu này các bạn ơi! Trời ơi! Ui! Tu! Trời ơi! Chưa gì đã chết luôn rồi các bạn ạ! Không nên
của chúng mình rất là đáng gờm. Eo, eo, eo. Bạn ơi, 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 bạn ơi. Ôi, 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 từ từ, cứu, cứu mình với các bạn ơi. Cứu, cứu, ôi. May quá, may quá, may quá, mình có thể nhảy lên. Ao, trời ơi, đừng bảo là nhảy vừa mới. Trời ơi, vừa mới nhảy lên các bạn ơi. Trời ơi, may quá. Được rồi, được rồi. Cái thằng này nó định ném mình nè. Nè, ném nè, ném nè, cho ném nè. Ui, có cái thằng này nó đang đuổi mình các bạn ơi. Nó đuổi mình nè các bạn ơi. À, mình ôm nó luôn. À, không được, không được rồi. Trời ơi. Mình định vờn nó, nhưng cuối cùng lại bị nó vờn mình các bạn ạ. Được rồi. Trời ơi, trời ơi, trời ơi. Chưa gì đã bị túm cái này rồi, may quá. Yêu. Yêu. Ném vèo. Được rồi, được rồi. Được rồi, được rồi các bạn ơi nhìn này. Bạn ơi nhìn này. Ui 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 ui. Tí nữa, tí nữa. Ui ui ui. Trời ơi, may quá mình túm được nó trước. Vèo. Yeah, hu hu. Cuối cùng ấy thì Hà Sam là người chiến thắng mà. Bởi vì Hà Sam là người sống sót cuối cùng ở cái đĩa đấy. Oh yeah. Các bạn ơi, vậy là Hà Sam ấy vừa mới thi đấu vật xong các bạn ạ. Trời ơi, rất nhiều đối thủ đáng gờm. Nào thì có từ cái nước gì mà cướp biển luôn ấy các bạn. Rồi lại còn có cái người gì mà đen xì xì luôn, đen từ đầu đến chân luôn. Rồi lại còn có cả cái người gì mà có râu xinh lét ra. Ghê ơi là ghê luôn ấy. Thế nhưng mà cuối cùng ấy thì tất cả đã bị hạ bởi vì đối thủ Hà Sam rất là mạnh khỏe đây. Và video của Hà Sam đến đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo nha.